hướng dẫn khai báo thông tin đối tác trên hệ thống VNPT Pharmacy và trang Partner do VNPT Pay phát triển. Trên trang VNPT Pharmacy, bước 1. Truy cập link. Bước 2. Nhập thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu. Khởi tạo tài khoản cho đối tác. Bước 1. Sau khi đăng nhập, trên thanh công cụ phía trên màn hình, người dùng chọn kích hoạt dịch vụ, chọn hoàn thiện hợp đồng. Bước 2. Hệ thống hiển thị danh mục các hợp đồng. Đưa chuột vào đầu dòng của hợp đồng người dùng muốn khởi tạo, chọn thông tin VNPT Pay. Bước 3. Nhập tên đăng nhập người dùng được cấp trên hệ thống VNPT Pay, quản lý merchant, tài khoản AM trên trang Partner, chọn tiếp tục. Bước 4. Hệ thống hiển thị trạng thái merchant trên VNPT Pay. Đưa chuột vào đầu dòng của hợp đồng người dùng muốn khởi tạo, chọn khởi tạo VNPT Pay. Bước 5. Nhập tên đăng nhập người dùng được cấp trên hệ thống VNPT Pay, quản lý merchant, tài khoản AM trên trang Partner thêm một lần nữa để xác nhận, chọn tiếp tục. Hệ thống điều hướng đến trang Partner của VNPT Pay. Hướng dẫn khai báo thông tin đối tác trên trang Partner VNPT Pay. Sau khi điều hướng từ VNPT Pharmacy, hệ thống tự động cập nhật dữ liệu đối tác từ trang Pharmacy. Người dùng kiểm tra, điền thêm thông tin tại các trường còn lại. Tại mục Thông tin chung đối tác, người dùng kiểm tra, điền thông tin tại các trường, nhóm đối tác, loại đối tác, số giấy tờ, đơn vị tra, thông tin chung, thông tin người đại diện, thông tin ngân hàng. Lưu ý, với đối tác cung ứng như trường học, hiệu tạp hóa, nhà thuốc, chọn nhóm đối tác 02. Tại mục Thông tin chung, phần chấp nhận thanh toán, chọn hình thức phù hợp trong danh sách, không thanh toán, thanh toán tổng, thanh toán chi nhánh. Trong đó, thanh toán tổng là hình thức mặc định. Tại mục Thông tin người đại diện, một số giấy tờ người dùng cần lưu ý: chứng minh thư yêu cầu 9 ký tự, căn cước công dân 12 ký tự, hộ chiếu 8 ký tự. Tại mục Thông tin ngân hàng, người dùng lưu ý chọn thông tin khai báo chính để hệ thống ghi nhận thông tin đã nhập. Hướng dẫn khai báo thông tin dịch vụ QR Code đối tác. Tại khung menu điền thông tin đơn vị con dịch vụ QR Code, người dùng điền thông tin theo yêu cầu. Tên thương hiệu phải viết hoa và không vượt quá 20 ký tự. Tại mục loại hợp đồng, người dùng có 3 lựa chọn. 0. Hợp đồng cung cấp dịch vụ VNPT Pay QR Vinaphone. Hợp đồng Media Edu. Trong đó, hợp đồng cung cấp dịch vụ VNPT Pay QR Vinaphone là hình thức mặc định. Tại mục Thông tin phí hợp tác, phí tỷ lệ mặc định là 0,88% và lưu ý không điền quá 2%. Tại mục Thông tin chi nhánh, điểm bán, người dùng không sửa thông tin hệ thống đã khởi tạo, bao gồm mã cửa hàng, điểm bán, đơn vị quản lý, đơn vị phát triển kết nối. Đối với mục Thông tin đầu mối, người dùng nhập đầy đủ thông tin đầu mối cần liên hệ. Tại mục Thông tin phát triển kết nối, chọn lấy dữ liệu, hệ thống sẽ tự động khởi tạo nội dung cho các trường thông tin.
người dùng không cần chỉnh sửa các nội dung này. Tại mục Hồ sơ pháp lý, số hợp đồng và ngày hiệu lực hợp đồng sẽ được hệ thống tự động khởi tạo. Người dùng chọn Thêm mới để đăng tải bộ hồ sơ pháp lý của khách hàng sau thẩm định. Lưu ý, hồ sơ bao gồm hợp đồng và phụ lục không cần upload nếu triển khai hợp đồng điện tử, đăng ký kinh doanh, mã số thuế, quyết định thành lập, giấy ủy quyền nếu có. Tại mục khác, người dùng đăng tải các hồ sơ, chứng minh thư, căn cước công dân, hộ chiếu của người đại diện trên đăng ký kinh doanh, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng chỉ hành nghề dược. Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, chọn Lưu. Tìm và tích chọn hồ sơ vừa khai báo, sau đó nhấn Chuyển duyệt để hoàn tất.